Tô Uyên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, trong chương trình cuối tuần ngày hôm nay thì anh Jonathan Tidyton bận công chuyện nên Tô Uyên đã bắt cóc giáo sư John Phan lên để mà thay thế cho anh Jonathan gửi đến cho quý vị những bản tin rất là nóng hổi đã xảy ra trong tuần qua. Chào giáo sư John Phan, how are you? Xin chào chị Tô Uyên và xin kính chào quý khán thính giả. Không biết là anh John Phan có nghe một cái bản tin mới nhất. Và thưa quý vị, bản tin mới nhất đó là hiện nay đó tạp chí Forbes Magazine họ vừa mới công bố cái danh sách mới nhất về những tỷ phú hàng đầu của thế giới. Thì chúng tôi được biết rằng là ông Carlos Slim là một nhà tư bản điện thoại di động ở bên Mỹ Tây Cơ đã dẫn đầu bảng để đứng đầu, và ông Bill Gates là xuống hạng nhì và ông Warren Buffett là xuống hạng 3. Đây là lần đầu tiên mà tại Hoa Lục đó chúng tôi được biết là có nhiều tỷ phú nhất ở nước ngoài, ngoài Hoa Kỳ. Thì việc này có phải là một cái dấu hiệu cho thấy là Trung Cộng họ đang nhanh chóng trở nên là một trong những cường quốc? Thưa quý khán thính giả, câu hỏi của chị tôi rất là hay và rất là lý thú. Nhưng mà có một điều đó, những cái nhà mà kinh tế gia hay những người bình luận gia của Forbes nói sai là ông Bill Gates hiện giờ vẫn là cái người giàu nhất trên hành tinh. Lý do là tại nếu ông không cho đi 30 mấy tỷ đô la thì ông là 35 đầu rồi. Đúng rồi. Dạ. Thật ra bây giờ ông hàng thứ hai và ông Warren Buffett. Ông Warren Buffett cũng cho đi mấy chục tỷ đô la, tức là hai ông rất là giàu lòng nhân ái, hai ông đã cúng tiền cho rất là nhiều các tổ chức từ thiện. Cái đó là lý do tại sao mà ông Carlos, mà mặc dù ông đang là người Mỹ Tây Cơ nhưng mà gốc ông là người Lebanon. Là một người ngoại quốc mà tới Mỹ Tây Cơ mà làm ăn thành công. Ở bên Trung Đông đó, Lebanon đúng rồi, đó. Đúng rồi, đó. Ta cái chuyện mà những cái người ở ngoài Hoa Kỳ lúc trước đó, những cái thành phần mà tỷ phú và tỷ tỷ phú thì toàn là dân Hoa Kỳ thôi, chiếm tới 80%. Thì bây giờ con số rút xuống còn 40 mấy% thôi thưa quý vị, dưới mức 50%. Và đúng như là Tố Yên mới vừa nói xong là có rất là nhiều tỷ phú ở Hoa Lục. Cái điều đó nhiều người nghĩ là tại vì Hoa Lục bây giờ đã giàu rồi, thành ra cái mức lượng tỷ phú nó cao hơn. Điều đó cũng đúng. Một số thì họ nói là tại vì cái số tiền thặng dư surplus mà Hoa Kỳ nợ Hoa Lục thì rất là cao, thì đang nhờ những cái số tiền đó đó mà mới có những cái tỷ phú. Nhưng mà nghĩ lại đó, cái điều đó nó không có đúng lắm, là tại vì it doesn't make sense to me either. Đúng rồi, nhưng mà đa số những nhà tỷ phú của Hoa Lục thưa quý vị thì họ đa số là những cái người cán bộ của cộng sản, tức là những người rất là thân mật với chính quyền, họ có quyền cai quản, họ có quyền quyết định những cái điều này kia, để tiền vô túi họ chứ không phải là nước Trung Cộng, nước Tàu nó mạnh lên. Cái điều mà tuyên bố có thêm những tỷ phú mới trong cái thời gian kinh tế mà đang ở trong cái thời gian bị khủng hoảng như thế này đó, thì đây có phải là một cái dấu hiệu cho chúng ta thấy rằng là cái cuộc khủng hoảng hiện nay nó đã thực sự nó đã vực dậy và nó đã đi qua rồi hay không thưa anh John? Theo ý kiến riêng tôi nghĩ là cái điều đó không đúng. Là tại vì nếu mà chúng ta dòm cái danh sách mà Forbes đã công bố ra đó, những người tỷ phú mới, tức là cái dân giàu sụ mới bây giờ, đa số là ở Đông Nam Á, chứ không phải ở Hoa Kỳ. Tức là họ giàu lên là nhờ cái sự thất bại của nền kinh tế của Hoa Kỳ. Thành ra nền kinh tế Hoa Kỳ là cái kinh tế mà luôn luôn gọi là dẫn đầu thế giới. Nếu mà nền kinh tế đó mà chưa ổn định thì thị trường kinh tế của toàn thế giới cũng chưa ổn định, và do thị trường của Hoa Kỳ cũng chưa ổn định. Chúng ta có thể lấy ra rất là nhiều lý do nhỏ, những cái phân tích nhỏ để thấy là thực sự nó không có mạnh như vậy. Là tại vì ở trong Hoa Kỳ, cái mức độ unemployment, tức là thất nghiệp vẫn còn rất là cao. Yes. Chúng ta thấy là tháng 2 vừa rồi thì Ngân hàng Trung ương của Hoa Kỳ họ bắt đầu họ họp lại. Họ nói cái chiến dịch mà cứu nguy nhà cửa đó nó thất bại. Tức là họ có một chương trình Affordable Home Program 2 năm nay rồi. Lẽ ra là phải tốt cho được 1 triệu gia đình, hoặc làm được cho 100 ngàn gia đình thôi. Tức là được 10% cái điều họ mong ước. Thì họ dự định sẽ kéo dài ra. Đó là những cái lý do lặt vặt mà mình thấy nổi trong cái vấn đề mà nhà cửa thôi. Tôi gọi là chuyên gia về nhà cửa. Thì mình thấy là cái nền kinh tế Hoa Kỳ nó chưa hồi phục lại thưa quý vị. Very interesting. Và nói đến cái khía cạnh đó thì hiện nay, ngày hôm nay khi mà thị trường đóng cửa thì chỉ số Dow Jones cũng tăng lên, cũng đâu có bao nhiêu, có 13 điểm hơn anh hả? Nasdaq và S&P thì nó xuống tí xíu thôi. Nhưng mà căn cứ theo năm ngoái thì chúng ta có thể dễ dàng tiên đoán là cái sự lên xuống của đồng Mỹ Kim. Tại vì trong khi mà thị trường chứng khoán giảm sút thì đồng Mỹ Kim lại gia tăng, hoặc là ngược lại. Thì đồng Mỹ Kim đã mạnh hơn trong năm nay. Có phải đó là vì nền kinh tế của Hoa Kỳ đã được cải thiện hay là ngược lại thế anh?
À, thưa quý vị, cái câu hỏi này thì cũng có nhiều phân tích gia họ bàn ra tán vào, lúc nào cũng có cái tay phải và tay trái cả. Cái lý thuyết mà tôi tin tưởng và tôi nghĩ là nó có lý do hơn á, là không phải là tại vì Hoa Kỳ mạnh lên mà là tại vì những quốc gia khác yếu xuống, chẳng hạn như là châu Âu. À, bây giờ Europe, cái đồng tiền Euro nó tăng trưởng quá yếu, tại vì nguyên cái kinh tế của châu Âu nó yếu. Yeah. Ngay cả nước Anh, cái đồng British Pound nó cũng xuống. Đó là một lý do. Cái lý do thứ hai là Japan, tức là Nhật Bản bây giờ đó, kinh tế họ tuy là phát triển chậm nhưng mà họ lại phát triển. Họ là người bây giờ mua rất là nhiều cái cổ phiếu của Hoa Kỳ. Họ bây giờ là đứng đầu thay vì Trung Cộng. Thật ra những cái điều đó, những nhà phân tích họ nói là không phải là Hoa Kỳ mạnh lên đâu, là tại vì những khác yếu hơn Hoa Kỳ thôi. Nếu như vậy, anh nói Nhật đang phát triển mạnh, với cái tình hình của công ty hãng xe Toyota, nó có ảnh hưởng một cái phần nào đó của đến cái nền kinh tế của Nhật Bản hiện nay hay không thưa anh? À, có hai phần. Thứ nhất là đã ảnh hưởng tới cái bộ mặt, cái danh dự của nguyên nước Nhật, cái tự ái của nước Nhật bị tổn thương trầm trọng. Đó là lời chính của Thủ tướng Nhật nói. Và điều thứ hai đó, có thể là từ cái chuyện này mà sẽ có rất là nhiều cái chuyện kiện tụng. Người ta nói là có thể kiện tụng tới 4 tỷ đô la cho những người mà họ nghĩ là lúc trước tôi mua xe Toyota với cái ý định là Toyota, khi mà tôi bán lại xe của Toyota thì tôi sẽ bán lại được có giá. Bây giờ nó giá mất nhiều quá rồi, thì họ sẽ kiện tụng, và từ cái chuyện này nó sẽ gây ra một cái ảnh hưởng gọi là không trực tiếp. Nó sẽ làm cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ nó mạnh lên chút xíu, là tại vì Detroit bán được xe. Wow. Và những gì mà quý vị vừa nghe, có thể một số khán thính giả cũng đang đồng ý với giáo sư John Phan nên vừa mới gọi điện thoại vào thẳng để mà hỏi giáo sư John Phan. Cái việc gì đang xảy ra hiện nay, và một số người họ nghĩ rằng là một cách đơn thuần rằng là nhờ cái sản phẩm mà nền kinh tế của Hoa Kỳ sẽ từ từ được trở lại đúng hướng. Và những hoảng hốt đã qua, và mặc dù vẫn có những cảm giác lo lắng vì hiện nay chỉ số VIX, thưa quý vị, dùng để lo đường mối, dùng để đo cái lượng mối lo sợ của dân chúng đang ở cái mức thấp nhất trong vòng 52 tuần lễ vừa qua. Any comment to that? Dạ, thưa quý vị, trước hết tôi xin giải thích chút xíu về cái chuyện VIX. VIX là cái gì? Nó là cái chỉ số, giống như là Tú Yên mới vừa nói xong đó, nó là chỉ số đo lường cái con số mà càng lớn thì cái nỗi lo sợ về cái chuyện thất nghiệp, không có an tâm này nọ thì nó càng cao. Thì trong người ta cho biết là cái số VIX của Chicago Board of Exchange S&P 500 bây giờ nó thấp xuống so với lại trong 52 tuần vừa lễ vừa qua. Nhưng mà thực sự nó, người ta chỉ tính 52 tuần lễ, còn nếu mà tính ra 2 năm, 3 năm, 4 năm thì nó vẫn còn có sự bấp bênh. À, rồi một cái chỉ số khác là VXX, tức là một cái phụ đề, một phụ bản của VX, thì họ cũng thấy là những con số này nó thấp xuống. À, người ta hy vọng là những con số này nó sẽ phản ảnh được một cái phần nào là nền kinh tế Hoa Kỳ có thể nó sẽ có cơ hội ngoi lên lại. Thì đúng, mà trước giờ lúc nào cũng có hai cái chuyện, một bên thì nói là nền kinh tế sẽ lên, mà một bên nói là nền kinh tế sẽ không bao giờ lên, là tại vì có những cái yếu tố A, B, C nó ảnh hưởng, và hai bên không bên nào đúng cả, thưa quý vị. Tại vì nếu mà họ thực sự mà họ đúng thì họ đã giàu hết rồi. Anh, should we worry me?